Như mọi người cũng biết rồi, về cái câu chuyện mà cô bé 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành đến chết. Thì bây giờ họ đang âm mưu, họ đẩy cái cao trào cái câu chuyện đó lên. Và cái mục đích của họ, Happy New Year Thu Hiền, là gì? Khi đẩy cao trào đó lên, bắt đầu họ kích động người dân đi qua cái xu hướng kêu gọi người dân đồng thuận ký vào một cái đơn. Chúng ta có thể hỏi là gọi là có thể hiểu nôm na là cái đơn online đi, hay cái đơn thực tế thì đó, đại khái vậy. Là gì? Là gửi ra cái những hội nhân cái tổ chức nhân quyền ở trên thế giới đó, và yêu cầu tổ chức nhân quyền ở nước ngoài vào can thiệp. Mọi người thấy ghê không? Thấy ớn không? Đó nha. Bà đứng trên toàn là danh những là phó giáo sư tiến sĩ với là mắt giáo sư không á, tức là mỗi người đúng không, thí dụ như vị phó giáo sư tiến sĩ đó có thể là họ không kêu gọi, thế nhưng mà thí dụ là họ chỉ lên nêu những cái vấn đề ra và họ mớm mồi họ kích động, và những thành phần khác sẽ là đưa ra cái chiêu thức đó nha. Thì mọi người cũng biết rồi, song song với những bài viết đó, đợt này họ còn tinh vi hơn nữa. Họ còn tinh vi nữa, tức là họ bổ sung thêm một đoạn clip, và đoạn clip đó cho rằng là trong phòng của cô bé đó, à nó có những Happy New Year Nguyễn Du, nó có những cái hiện tượng gọi là chúng ta nói sao ta không thể lý giải đó là gì. Họ cho rằng cái đoạn clip đó là gì, giống như nó hơi hướng về tâm linh. Họ quay hình ảnh là cái ghế tự di chuyển, cái cửa tự đóng, và họ cho rằng đó là cái oan hồn của cô bé đó ở trong cái phòng đó. Mọi người thấy ghê không? Nó phối hợp tới mức độ đó luôn. Thì trước tiên thì Đại Thư Quang xin chia sẻ với mọi người một cái bài viết. Cái bài viết nó liên quan tới một vị phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh nha. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, Happy New Year Trung, để cho mọi người thấy, và thêm cái đoạn clip đó nữa để cho mọi người thấy, mọi người nhận diện cho nó dễ hơn. Thế này mọi người, cái bài viết nói với phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong hôm qua 29 tháng 12 2021, BBC tiếng Việt đăng bài viết của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh viết về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo chị Ánh, nguyên nhân tình trạng bạo lực trẻ em ở Việt Nam dễ xảy ra và xảy ra thường xuyên là do: một, xã hội không coi đứa trẻ là một con người. Mọi người thấy ghê chưa? Ngay cái chi tiết đầu tiên là ớn không? Xã hội không coi đứa trẻ là một con người, mà coi là một vật thể phụ thuộc của bố mẹ, gia đình. Hai, là quá tin tưởng vào sự bảo vệ của bố mẹ với trẻ em. Nói cách khác là xã hội khoáng trắng an nguy của đứa trẻ cho gia đình. Ba, theo chị Ánh là quan trọng nhất là quốc gia đang thiếu thiết chế bảo vệ trẻ em. Cũng theo chị này, Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em vào ngày 20 tháng 2 năm 1990. Trong nước có luật trẻ em từ năm 2004, lần sửa đổi mới nhất là năm 2016, nhưng tình hình trẻ em ở Việt Nam về mọi mặt không có gì khá hơn các quốc gia khác vì chúng ta thiếu thiết chế bảo vệ trẻ em. Và sau đó thì tác giả có những cái ý phản biện với sau đó là với cái mục một á: tôi sẽ không bao giờ đồng ý với tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh rằng xã hội ta không coi đứa trẻ là một con người mà coi là một vật thể phụ thuộc của bố mẹ, gia đình. Đây là câu chuyện nghiêm túc đảm bảo cho sự tiếp nối giữa các thế hệ, xa hơn nữa là tương lai của đất nước, của dân tộc.
và con cái với người Việt luôn là báu vật, sẽ rất tàn nhẫn khi coi chúng là vật thể hay không phải là con người. Tôi không rõ chị Ánh có con không, nhưng phát biểu thế là hơi liều. Và với cái mục 2, tác giả phản ánh. Với 2, tôi cho rằng chị Ánh nói là quá tin tưởng vào sự bảo vệ của bố mẹ với trẻ em là không chính xác. Trẻ em ở đây không trẻ là mẫu giáo hay lớp 1, lớp 2, mà phải hiểu từ 18 tuổi trở xuống. Với cách hiểu này, hầu hết các bậc cha mẹ đều ý thức được việc bảo vệ con cái quan trọng như thế nào. Vì thế, ngoài cho ăn, cho học, thì các bậc cha mẹ đều chú ý đến việc bảo vệ trẻ bằng cách nhờ cậy hàng xóm, láng giềng, trường lớp và cả xã hội. Chị Ánh càng sai khi cho rằng việc bảo vệ trẻ em là khoáng trắng an nguy của đứa trẻ cho gia đình. Đây là một thực tế, bởi ngay cả các nhà dân chủ cấp tiến hay các thế lực chống phá Việt Nam đều đổ lỗi cho xã hội, đổ lỗi cho chế độ, cho nền giáo dục nước nhà mỗi khi có chuyện bạo hành trẻ em. Điều này có nghĩa, việc bảo vệ trẻ em ở Việt Nam không chỉ là các bậc cha mẹ mà còn là xã hội. Đó là chưa nói đến khía cạnh pháp luật liên quan tới bảo vệ trẻ em đã rất phát triển, không chỉ ở luật bảo vệ trẻ em mà còn được cụ thể hóa vào các điều luật, tố tụng, luật hình sự, luật giáo dục. Nội dung này xin được bàn sâu trong một entry khác. Với mục 3, tôi không hoàn toàn đồng ý với kết luận tình hình trẻ em ở Việt Nam về mọi mặt không có gì khá hơn các quốc gia khác vì chúng ta thiếu thiết chế bảo vệ trẻ em. Thực ra, thiết chế bảo vệ trẻ em ở nước nào cũng sẽ vẫn có những vấn đề của nó. Ở châu Âu hay Mỹ, hàng năm có đến hàng ngàn vụ bạo lực, bóc lột sức lao động trẻ em. Ngay cả nơi được coi là thiêng liêng như nhà thờ, thì chuyện lạm dụng tình dục trẻ em vẫn xảy ra. Chị Ánh có thể gõ vào ô tìm kiếm của Google để đọc. Nói như thế, để thấy, bất cứ đâu thì hệ thống thiết chế hay thể chế bảo vệ trẻ em cũng sẽ còn có vấn đề, và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Như chị Ánh nói, Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em vào ngày 20 tháng 2 năm 1990. Trong nước có luật trẻ em từ năm 2004, lần sửa đổi mới nhất là năm 2016. Bên cạnh đó, pháp luật bảo vệ trẻ em còn được cụ thể hóa vào các quy định của luật tố tụng và luật hình sự, đảm bảo phù hợp với pháp luật quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Ngoài các quy định của pháp luật, của chính sách, thì thiết chế bảo vệ trẻ em còn được thể hiện qua chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức và thậm chí cụ thể hóa tới từng cá nhân trong xã hội để bảo đảm rằng tất cả trẻ em đều có quyền được bảo vệ khỏi bạo lực, bóc lột và lạm dụng. Tuy nhiên, cũng như các quốc gia khác trên thế giới, khoảng cách từ quy định của pháp luật, của chính sách cho đến thực tiễn vẫn còn nhiều vấn đề phải cải thiện. Ở Việt Nam, tình trạng bóc lột sức lao động trẻ em hay bạo hành, lạm dụng tình dục đối với trẻ em vẫn còn là những vấn nạn gây nhức nhối dư luận. Chị Ánh nói, ở Việt Nam có 15 cơ quan tổ chức có chức năng nhiệm vụ bảo vệ trẻ em, nhưng tác dụng gần như bằng không là không đúng. Chỉ riêng lực lượng công an hàng năm phá hàng trăm chuyên án buôn bán trẻ em qua biên giới, cứu được hàng trăm cháu bé. Đó là chưa kể đến những vụ việc lực lượng này giải cứu các cháu bị bạo hành gia đình, bị bóc lột sức lao động tại các quán cà phê trá hình, các động mại dâm. Về nội dung này, tôi sẽ có entry riêng gửi đến chị. Thực tế cho thấy, có những tổ chức cá nhân vì động cơ chính trị đê hèn đã mang trẻ em ra làm lá chắn,
làm bình phong cho những hành vi vi phạm pháp luật của họ. Trong phạm vi Android này, tôi chỉ lấy ví dụ ở khía cạnh lợi dụng trẻ em để thực hiện mưu đồ chính trị đê hèn. Những hình ảnh dưới đây là một số chức sắc tôn giáo ở giáo xứ Vĩnh Hòa, Yên Thành, Nghệ An đã kích động giáo dân bắt trẻ em cầm những băng rôn khẩu hiệu với nội dung phản đối dự thảo luật đặc khu mà bản chất lợi dụng trẻ em để chống phá nhà nước. Chúng ta đã từng lên án rất nhiều lần hành vi lạm dụng trẻ em, lôi kéo, mua chuộc chúng vào những hoạt động mang màu sắc chính trị đen tối. Không khó để tìm kiếm những bài viết, những clip trên mạng xã hội ghi lại cảnh một số đối tượng dân oan chuyên nghiệp lôi kéo trẻ em vào các hoạt động chính trị bẩn thỉu. Đây là dạng bạo hành trẻ em phổ biến nhất và dã man. Tôi nghĩ chị Nguyễn Hoàng Ánh nên sớm có ý kiến về vấn đề này nếu như chị thực lòng lo lắng, trăn trở với công tác bảo vệ trẻ em ở Việt Nam. Đó. Happy New Year Phát Long An. Mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Toàn là bài chiêu trò, đúng không? Chiêu trò của những cái thủ đoạn gọi là đánh phá rất là mạnh mẽ và rất là thâm hiểm. Bởi vì nãy thưa Quang nói đó, những cái thành phần mà như cực đoan á, cực đoan như thằng Tân Thái hay thằng Bé Như Trương á, thì cái loại đó là cái loại dễ rách, thực sự là cái loại đó là loại dễ rách, không đáng quan tâm. Bởi vì nó là một cái nhánh, tức là chúng ta có thể hiểu bọn chúng được phân công nhiệm vụ rất là rõ ràng, là bổn phận nhiệm vụ của tụi nó ngậm tiền và cứ làm cái công việc nó như vậy, nó cứ ra rả suốt 40 mấy năm qua, chỉ một cái luận điệu đó, đó là một cái hướng gây nhiễu, mọi người nên chú ý, đó là một cái hướng gây nhiễu. Còn những đâu đó có những thành phần ở trong nước mới không rận chủ vào tung hê bưng bô cho tụi nó thì cũng chia chác với nhau mà thôi. Chúng ta phải hiểu như vậy. Những cái thành phần như vậy mới là nguy hiểm. Mọi người thấy không? Đưa ra những bài viết, những cái chim mồi, rồi sau đó y như rằng là BBC, VOA hay là RFA sẽ chụp những cái bài viết đó và chúng xây dựng lên một cái kịch bản, nó nâng, gọi là chúng ta nói sao, nâng cấp độ lên, và cuối cùng là gì, là kích động người dân, xúi dục người dân. Như thưa Quang nói, họ đang âm mưu xúi dục kích động người dân vào cái vấn đề là ký vào cái bản gì đó kêu gọi. Mọi người thấy vô lý không? Kêu gọi những cái tổ chức ở nước ngoài vào can thiệp. Mọi người thấy cái đoạn này nó kỳ không? Đúng không? Thấy cái đoạn này nó kỳ không? Và chúng ta thấy tới cái giai đoạn đó thì chúng ta thấy rõ ràng lòi ra cái mục đích, cái động cơ chính trị đê hèn của họ lợi dụng vào cái câu chuyện trẻ em không? Đúng không? Rất là mất dạy. Phải nói là như vậy. Ok, xin mời Trung. Dạ, chào anh Thưa Quang, chào tất cả mọi người. Nó bước sang năm 2022. Thì đầu tiên thì cũng chúc anh Thưa Quang và tất cả các anh chị em, cô chú bác trong diễn đàn bước sang năm 2022 có gặp nhiều may mắn, sức khỏe, gia đình hạnh phúc cũng như là gặp nhiều may mắn trong năm mới. Đó là cái lời đầu tiên, xin chúc cho tất cả mọi người được bình an, vượt qua được cái đại dịch Covid này. Còn về các cái nội dung chia sẻ ngay từ đầu thì em cũng hoàn toàn đồng tình thôi. Cũng rất là nghe anh Huy rồi chia sẻ thì em cũng thấy rất là đồng tình. Rất là đồng tình, chứ không có ý kiến gì khác.
so với ý kiến của anh Huy đã tham gia. Tuy nhiên là em cũng có một chút mà liên quan bổ sung thêm trong khi chúng ta tham gia diễn đàn. Thì cái thứ nhất là đầu tiên thì em nói cái việc bảo hành của cháu bé 8 tuổi hôm trước chúng ta đã nói rồi, thế nhưng hôm nay thì qua theo dõi thì cũng có nhiều anh chị rồi cũng có nhiều trang mạng người ta lên người ta nói thì quan điểm nhận định của em thì như thế này. Thì trước mắt vào ngày 28 tháng 12 thì cái cô mẹ kế này cô cũng đã bị bắt tạm giam 2 tháng, do công an quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bị can bắt tạm giam 2 tháng về cái tội danh là hành hạ người khác. Đó, thì trước mắt là như vậy. Thế nhưng trong quá trình điều tra thì các tình tiết có thể người ta sẽ chuyển tội danh, cái này là bình thường. Có thể người ta sẽ chuyển sang tội danh của hành vi cố ý gây thương tích. Mà nếu chuyển sang hành vi cố ý gây thương tích thì khung hình phạt thì chắc chắn đối với cô này thì nó nằm ở khoảng 4 trở lên, chứ không bao giờ dưới. Thì nó cũng phải từ 7 năm đến 12 năm trở lên. Thì cái này trong quá trình điều tra thì sẽ với cơ quan công tố là viện kiểm sát, người ta sẽ tiến hành kiểm sát và người ta sẽ theo vụ án ngay từ đầu thì người ta đã xác định được cái hành vi của cô này và qua camera đối chiếu thì người ta sẽ khẳng định lại. Thì cái việc chuyển tội danh trong cái việc điều tra hình sự nó là chuyện bình thường. Cái này nếu mà mọi người tham gia thì tìm hiểu sẽ biết. Bởi vì là ngay từ đầu bước đầu á, điều tra thì bao giờ cũng vậy. Khi nắm tình hình bước đầu thì người ta tiến hành làm. Thì nhưng mà trong quá trình điều tra nó sẽ xuất hiện tình tiết mới. Thì có thể người ta sẽ khởi tố thêm tội danh mới hoặc là chuyển tội danh. Cái này thì bình thường thôi. Trong tố tụng không có gì là phải ngạc nhiên cả. Cũng không có gì là khó khăn đối với các cơ quan có thẩm quyền trong cái việc này. Thế mọi người cứ khi nào chờ khi nào mà tòa tuyên án và bản án có hiệu lực pháp luật thì lúc đó cô này cô mới chính thức là người phạm tội, thì lúc đó chúng ta với có cái điều để chúng ta bàn bàn cãi, đúng không ạ? Còn bây giờ cơ quan điều tra mới bước đầu người ta làm thì chưa có gì để bàn cãi cả. Chứ không lẽ ngay từ đầu các anh cứ gắn ghép cho người ta những cái tội danh nó theo quan điểm cá nhân của các anh là không được, nó phải theo luật Đúng pháp, rồi. không thể theo quan điểm cá nhân được. Đấy. Chứ bây giờ các anh theo quan điểm các anh bức xúc, các anh lên các trang mạng rồi các anh bày tỏ quan điểm cá nhân thì rất đồng tình, rất ủng hộ. Thế nhưng các anh ấn định cho tội danh cho người ta là không được. Cái gì nó cũng phải tuân thủ theo theo trình tự pháp luật. Đấy, cũng phải theo các cái điều luật người ta quy định thì người ta quá trình người ta làm người ta sẽ xác định tội danh cho cô đấy, có thể là sẽ chuyển tội danh sang tội cố ý gây thương tích. Đấy, hoặc là tội giết người. Đấy, cái này là bình thường không vấn đề gì cả, thì chúng ta cứ tiếp tục chờ và tin tưởng vào cơ quan chức năng người ta sẽ xác minh làm rõ thôi. Chứ không không có gì mà chúng ta phải phải đắn đo trong việc này. Thế nhưng mà cái việc đáng nói ở đây ấy, là các anh ở bên kia, các cái tổ chức ở bên kia rồi kể cả một số anh chị trong nước, kể cả trong đó có những người có gọi là có tri thức, có học hàm học vị, người ta lên người ta phát biểu những cái câu mà nói thật là cũng khó có thể chấp nhận được. Chúng ta muốn nói gì thì nói, gia đình vẫn là cái đầu tiên nhá. Các anh phải hiểu thế, cái gia đình là cái đầu Đúng tiên rồi. chứ các anh không không thể nói. Dĩ nhiên là nếu mà bảo không có trách nhiệm của cơ quan chính quyền địa phương hay xã hội ở đây thì cũng không đúng, ít nhất nó cũng có một phần, nếu 10 phần thì cũng 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 có một phần. Thế nhưng mà 9 phần đến 9 phần 9 là phải do gia đình. Chúng ta không thể nói theo cái kiểu là khi mà xảy ra là các anh đổ lỗi cho chính quyền địa phương được. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta đã nói rồi, hổ dữ không ăn thịt con, đúng không ạ? Mà trong khi đó là cháu bé này ấy, là ở cả với bố chứ không phải là chỉ ở riêng với cô này. Và chính người bố cũng đã bị bắt. Đấy, mà nếu cô kia mà bị khởi tố về tội danh gì thì anh này sẽ là đồng phạm, bởi vì là anh ấy chứng kiến nhưng anh không có hành động ngăn cản. Và các anh cũng nên tìm hiểu một chút, các anh bên kia cái hành vi đồng phạm nó khác với lại cái là che giấu nhá. Các anh đừng có xuyên tạc kiểu đấy. Đấy, các anh đừng có lấy cái lý do tội danh thấp tội danh cao để các anh xuyên tạc trong vấn đề này, bởi vì bản thân người bố nó cũng là sẽ là đồng phạm trong cái hành vi của cô mẹ kế này. Đấy,
cái việc cái cô mẹ kế đó bị khởi tố và truyền tội danh sau này như thế nào thì sẽ có cơ quan sẽ có kết luận cụ thể để mọi người có thể nghe rồi nắm bắt thông tin, rồi lúc đó chúng ta sẽ có những cái quan điểm cá nhân nó như thế nào thì chúng ta có bàn luận một cách văn minh tế nhị hơn. À, cái thứ hai nữa là cũng lợi dụng về cái vấn đề này thì cũng rất nhiều mà các anh bên kia cũng như là có những cái người tự cho mình là trí thức với học hàm học vị cao thì người ta đưa ra những cái nhận định quan điểm cá nhân của mình thì nó cũng không được hợp lý. Và chúng ta cũng phải hiểu là cái việc cháu bé 8 tuổi này thì đầu tiên chúng ta phải nói đến đó là gia đình, chúng ta không thể nói là thế này thế kia được. Đấy, và cũng không phải là khoán trắng an nguy của đứa trẻ cho gia đình như quan điểm của cái vị mà phó giáo sư tiến sĩ nói, bởi vì mọi người dân Việt Nam thì cũng đều có một cái phong tục tập quán của con người Việt Nam, đó là Đúng thường là rồi. chúng ta là đóng cửa bảo nhau, cái việc gia đình bao giờ cũng thế. Thế thì khi mà gia đình đóng cửa bảo nhau thì các cơ quan chính quyền hay là hàng xóm láng giềng á, thì người ta không tiện can thiệp, và có vào can thiệp đi chăng nữa thì cũng cũng không không được gì, mà có khi là còn bị chính cái gia đình đó người ta chửi cho, đúng không ạ? Chúng ta cũng phải hiểu như Đúng thế. rồi. Đấy là cái nét văn hóa và cái truyền thống của người Việt Nam từ xưa đến giờ rồi. Đấy, đóng cửa bảo nhau. Đấy, dĩ nhiên là chúng ta cũng phải hiểu là cháu bé ở gia đình thì hoàn toàn là do trách nhiệm của bố mẹ, của người lớn trong gia đình đó. Còn khi các cháu ra ngoài, các cháu đi học thì đó là trách nhiệm của xã hội, của nhà trường, của các cơ quan chức năng khác, đúng không? Bảo Đúng rồi. vệ cho các cháu. Chúng ta bây giờ các cháu ở nhà mà chúng ta lại bảo là đổi trắng thay đen, các anh đổ lỗi hết cho chính quyền rồi cho xã hội là thế này thế kia là không đúng. Các anh cũng phải nên nghiên cứu lại chỗ này. Đấy, bởi vì là ngay kể cả nhà các anh cũng vậy thôi. Đấy, chúng tôi bây giờ nghe có vẻ trong nhà các anh to tiếng chẳng hạn, có khi chúng tôi sang can chưa can các anh lại tố cáo chúng tôi về hành vi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi. Đấy, đấy, các anh không 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 nên như vậy. Các anh làm như thế nó mang tính chất nó khác rồi. Và cái tiếp nữa là liên quan đến trẻ em, đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn lại trong thời gian gần đây một chút, từ cái việc chính phủ nghiên cứu cái luật đặc khu, rồi từ cái vụ Formosa Hà Tĩnh, và gần đây nhất là ví dụ như phiên tòa xét xử dân chủ cuội Phạm Đoan Trang, Còn nơi đúng không ạ? trang. Đó, các anh các chị mang những cái cháu bé ra căng các cái băng rôn khẩu hiệu đeo lên người các cháu, đấy là cái gì, hành vi đấy là hành vi gì, đúng không? Anh vi đấy, các anh có thể nhìn thấy sờ sờ đấy, chính các anh là người kêu gào, nhưng chính các anh lại sử dụng trẻ em vào cái mục đích chính trị, mục đích là gây chia rẽ đoàn kết, lấy trẻ em ra làm cái lá chắn sống cho cái quan điểm sai trái của các anh. Nó cái hành vi đấy nó hèn hạ quá, mặc dù là năm mới nhưng mà đúng là chúng ta cũng phải nói thẳng và nói thật, hành vi đó của các anh nó hèn hạ quá. Đấy, các anh lôi trẻ em ra, các cháu bé ra để làm lá chắn sống cho cái quan điểm mà sai trái của các anh thì các anh không nói gì cả, đúng không ạ? Rồi các cái vụ khác thì thôi, bác Cẩm đã nói rồi, giữa Mỹ và Việt Nam hay các quốc gia khác nó đều có tồn tại của nó, cái việc đó thì nó các quốc gia đều xảy ra thì các anh không hề lên tiếng, thế nhưng các anh lại lên tiếng cho cháu bé. Dĩ nhiên tôi cũng đồng tình quan điểm các anh lên tiếng cho cháu bé là đúng, bởi vì là cháu bé thì cũng rất là không may khi mà bị bạo hành như thế. Thế nhưng mà các anh lên tiếng bằng cái quan điểm khách quan, không đưa vào bằng cái vấn đề đạo đức, chứ các anh đừng có đưa chính trị vào đó, đừng đưa chính trị để các anh xuyên tạc. Các anh làm như thế là nó xúc phạm đến vong linh của cháu bé đấy. Đấy, các anh Đúng rồi. nên hiểu như vậy. Các anh xúc phạm vong vong linh của những người đã mất mà để lại cái nỗi đau cho gia đình khôn nguôi. Rồi cái tiếp nữa là các anh chị ở trong nước ấy, là các anh cũng 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 phải có những cái nhìn nhận nó khách quan hơn. Các anh treo những cái băng rôn khẩu hiệu, các anh các chị treo băng rôn khẩu hiệu là đề nghị ông thủ tướng thế này thế kia, các anh các chị lại lại như thế là các anh chính các anh các chị lại rơi vào cạm bẫy của những kẻ ấy rồi, những kẻ muốn gây chia rẽ rồi.
Bởi vì Đúng rồi. kể cả là thủ tướng lên tiếng thì cũng chỉ là yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật thôi, chứ thủ tướng làm sao mà làm trái luật được. Thế bây giờ các anh các chị là lên tiếng cho cháu bé hay là các anh các chị ép lãnh đạo của Việt Nam phải làm trái luật? Đấy, tôi đặt Uy các cái hiếp. dấu hỏi như vậy, các anh mang tính chất là uy hiếp mà, lấy cái kiểu mà lấy cái chết không may của cháu bé ra để các anh đạt được mục đích chính trị các anh thì nó đê hèn quá. Đấy, đúng không ạ? Nó không không chính các anh bảo mình người mẹ kế đó nó không xứng đáng làm người khi mà nó có hành động như vậy, thì các anh có những hành động như thế thì còn khốn nạn hơn cả cái mẹ cháu bé đấy nữa. Bởi vì cái việc mà cháu bé nó chết rồi, nó không may nó chết, đúng không ạ? Chúng ta làm sao chung sức với gia đình, chung sức với cộng đồng, chung sức với xã hội để bảo vệ các cái trẻ em khác, và cũng phải lên tiếng phê phán những cái hành động sai trái như vậy thì còn còn được. Đây, các anh các chị lại sử dụng vào mục đích khác. Đấy, nói rõ ràng vào mục đích khác thì nó đê hèn quá. Đấy, rồi ở đây chúng ta cũng phải hiểu là cũng có những anh chị đặt ra câu hỏi tại sao là lại giao cháu bé cho bố mà không giao cho mẹ. Dạ thưa các anh các chị, là luật cũng quy định rất rõ, khi gia đình ly hôn, bố mẹ ly hôn thì cháu bé sống với ai? Đối với những cháu mà chưa đủ tuổi đấy, còn bé đấy, thì nó lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố về vấn đề kinh tế đấy, là đảm bảo có thể nuôi các cháu ăn học được không này, rồi ngoài ra nữa, và cái quan trọng nữa là gì, hai bên bố mẹ thỏa thuận. Đấy, còn nếu mà các cháu bé mà dưới 36 tháng tuổi thì luật quy định rất rõ là mẹ nuôi. Đấy, không bàn cãi. Còn các cháu lớn hơn thì cũng có quy định của pháp luật chứ không phải là tự dưng mà như vậy, nên mọi người cũng 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 hết sức là tỉnh táo, nhận diện cho nó chính xác, đúng không ạ? Để làm sao cho nó phù hợp, có hành động phù hợp, có những lời nói phù hợp, vừa là động viên gia đình. Đấy, vừa là tránh tình trạng các anh lợi dụng và xúc phạm đến vong linh cháu bé đã mất. Thì cái việc đã qua năm 2021, sự việc không may của gia đình thì cũng mong là gia đình cũng cũng cố gắng, đúng không, vượt qua cái nỗi đau này trong năm 2022. Đó là việc của cháu bé, thì em chia sẻ thêm như vậy. Còn kết thúc năm 2021 rồi, chúng ta đã bước sang 2022 rồi, thì cũng có những cái điều mà đáng mừng trong năm qua mà đất nước chúng ta đã đạt được. Ví dụ như là tính đến hết tháng 11 thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa là vẫn duy trì tốc độ cao và cũng đã đạt được cái mốc là 599,12 tỷ đô la, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước, đó là tính đến tháng 11. Đấy, thì cũng hy vọng là hết tháng 12 và với các cái hiệp định tự do thương mại mà lãnh đạo Đảng nhà nước chúng ta đã quan hệ đối ngoại được để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển, thì cũng cũng hy vọng là kết thúc tháng 12 thì chúng ta cũng cũng sẽ vượt được mốc 660 tỷ đô và đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và quốc tế. Đấy, thì mặc dù là dịch Covid-19 diễn ra thì từ những năm 20 đến năm 2021 thì cũng có nhiều cái chuyển biến. Đấy, cũng có nhiều cái khó khăn, cũng có nhiều cái mà nó cản trở cái việc chúng ta phát triển kinh tế cũng như là ổn định đời sống cho người dân. Tuy nhiên là dưới cái sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cũng như là sự cố gắng của toàn dân, đấy, của chung tay của tất cả mọi người, thì cũng đất nước Việt Nam chúng ta trong năm 2021 cũng đạt được những cái chỉ tiêu cũng như là những cái mà xuất khẩu thương mại rồi các cái chỉ tiêu khác là cũng tương đối là hoàn thành tốt và thậm chí là sẽ vượt mốc. Như vậy là dấu hiệu rất đáng mừng đối với đất nước chúng ta. Thì hy vọng trong năm 2022 thì sẽ có được những cái chuyển biến tích cực, đặc biệt là có thể là điều trị được cái bệnh COVID này, thì lúc đó cái tốc độ tăng trưởng chúng ta sẽ tốt hơn và người dân của chúng ta sẽ cũng có được cái môi trường thuận lợi hơn để chúng ta phát triển về kinh tế, và đặc biệt là quan tâm là các cháu, là không riêng gì ở Việt Nam mà các nước cũng tùy theo khu vực, do ảnh hưởng của dịch COVID nên các cháu cũng không thể đến trường. Thì cũng hy vọng trong năm 2022 này
chúng ta có thể khống chế cũng như là điều trị được bệnh để các cháu ở trên toàn thế giới, không riêng Việt Nam, có thể an toàn đến trường. Đấy, an toàn đến trường trong năm 2022 thì cũng hơi muộn một chút, thì em cũng không chia sẻ thêm. Thì nếu như mà có dịp thì chúng ta, anh em chúng ta tiếp tục chia sẻ. Thì cũng lời cuối cùng thì cũng mong anh em chúng ta trên diễn đàn cũng như mọi người đã nghe, thì chúng ta hãy nhận diện và lắng nghe một cách khách quan, trung thực, để chúng ta biết được những ai, đúng không ạ, thực sự thật lòng quan tâm đến các cái vấn đề trong nước, đưa ra những cái giải pháp hoặc là những cái ý kiến mà có ích cho xã hội. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng 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 phải đề phòng, nói thẳng là phải đề phòng, và cũng nhận diện được những cái người mà người ta không thực tâm đối với đất nước, đối với dân tộc, đối với con người Việt Nam. Người ta chỉ lợi dụng vào mục đích là gây chia rẽ, làm mất đoàn kết, từ những cái diễn đàn cơ nhỏ hội. Như anh em chúng ta đây, ừ, cho đến xã hội. Nên là mọi người hết sức cảnh giác, hết sức lưu ý. Chúng ta tiếp thu thông tin cũng cần chọn lọc và có những cái nhìn tích cực hơn. Thì cũng chúc cho mọi người cũng như toàn thể gia đình sang năm mới 2022 có nhiều cái thành tựu mới. Đấy, xin cảm ơn anh Thưa Quang, xin cảm ơn tất cả các anh, các chú, các bác đã lắng nghe. Xin cảm ơn. Ok, cảm ơn Trung rất là nhiều nha. Happy New Year. Dạ, chúc mừng năm mới. Dạ. Ok.